Hiện tượng Minh Tuệ nhìn từ góc độ y khoa. Bài chia sẻ của bác sĩ Lê Phong. 1. Tâm thần kinh. Tôi nhớ không nhầm, vào ngày 11 tháng 5 năm 2024 thì hệ thống truyền thông bắt đầu giấy lên hiện tượng thích Minh Tuệ, cũng bắt đầu từ đó đến ngày thích Minh Tuệ tự nguyện ẩn tu, không ngày nào tôi không theo dõi trên các nguồn thông tin đại chúng. Tôi không am hiểu nhiều về đạo Phật, Thiên Chúa giáo, đạo hồi, nên chắc chắn ngày chưa có sự lan truyền thông tin nếu tình cờ tôi gặp thích minh tuệ ngoài đường tôi sẽ cho rằng thích minh tuệ bị tâm thần nhưng với thích minh tuệ thì khác ông đã xác định dòng tu và đã có sự chuẩn bị nên tinh thần ông rất thoải mái vứt bỏ tất cả tránh xa cám dỗ chỉ hướng đến một mục tiêu của ý chí mong muốn hệ thống thần kinh của thích minh tuệ đã thích nghi với cuộc sống vượt qua tất cả để hướng tới mục tiêu mà thích minh tuệ đã đặt ra trong mọi hoàn cảnh ngày còn đi học chúng ta học lấy ngòi bút làm đòn xoay chế độ hay thép đã tôi thế đấy để học và hướng đến mục tiêu sống và chiến đấu. Con người sinh ra luôn luôn có lòng tham, nếu không chế ngự được lòng tham thì sẽ dẫn đến sai lệch ở nhiều phương diện. Ở phương diện xã hội, nếu trẻ nhỏ đến lão già biết chế ngự tâm thần kinh sẽ tránh được những bệnh lý, thói hư đam mê cờ bạc, internet, game, lừa đảo, buôn gian bán điều. Một số người bệnh mắc căn bệnh thần kinh, nội tiết nếu chế ngự và điều tiết được tinh thần sẽ làm cho bệnh mau ổn định hơn. Đây là điều khác biệt cực lớn của thích minh tuệ với người thường. 2. Dinh dưỡng Thích minh tuệ ngày chỉ ăn có một bữa, tôi đồ rằng thức ăn của ông không phải cơm nóng, canh ngọt, không có nước yến, nước tăng lực, cà phê, chè. Mà dân cho gì ăn nấy? Có rất nhiều người bệnh của tôi băn khoăn khi ăn uống, rồi một số người ăn chay trường ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Rồi các y bác sĩ, nhà dinh dưỡng xây dựng thực đơn cho người thừa cân béo phì. Với bữa ăn kim cương vàng bạc, nhưng cân nặng không giảm và bệnh vẫn mắc. Thói ăn là phản xạ bẩm sinh, nếu điều tiết được ăn uống, cân bằng được tâm thần kinh, thì chắc chắn một số bệnh mãn tính sẽ đẩy lùi. Nói về ăn uống, cứ nói mãi khoa học dinh dưỡng, thì có lẽ không phù hợp với thích minh tuệ, khi mà năng lượng ăn vào thấp hơn nhiều năng lượng tiêu thụ. 3. Hoạt động thể lực Người bình thường, WHO khuyến cáo hoạt động thể lực cho từng lứa tuổi khác nhau, từng bệnh nền khác nhau. Trước và sau hoạt động thể lực, như đi bộ, đạp xe, vân vân thì cần chuẩn bị những gì và nên tránh những gì nhưng với Thích Minh Tuệ thì khác. Sinh năm 1981, năm nay 43 tuổi, Thích Minh Tuệ là người bình thường thì không thể ngày nào cũng đi bộ, đi dưới nắng, dưới mưa. Nhất là nắng của xứ nhiệt đới dễ mất nước và điện giải gây sốc nhiệt nguy cơ tính mạng. Thích Minh Tuệ đi chân trần, da chân cực dày mới chịu được nhiệt đường nhựa và rồi bàn chân ấy sẽ ảnh hưởng đến xương khớp không, chắc chắn là không. Nếu ảnh hưởng thích minh tuệ không thể dẻo bước được. 4. Miễn dịch. Theo như tôi biết thích minh tuệ ngủ ngồi, giấc ngủ rất quan trọng sau một ngày lao động nặng, nhưng hình như mới 3 giờ sáng thích minh tuệ đã thức để thiền, thông tin tiết lộ từ các đồng tu, thì sư minh tuệ chỉ ngủ một ngày khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ngủ ngồi làm sao mà thư giãn để tái tạo năng lượng được. Hơn thế nữa, thích minh tuệ ngủ ở nghĩa địa, nhà bỏ hoang, hốc đá, có nghĩa là không chăng mùa đông tứ mùa không màng, thì tránh sao khỏi mũi và các loại côn trùng. Với y trang như vậy mùa đông đắp lên còn ngủ được, nhưng mùa hè nóng thế không quạt, không điều hòa trùm y trang ngủ, tránh mũi đốt và côn trùng thì chịu sao thấu. Không thấy thích minh tuệ dị ứng hay sốt rét. Đây là điều cần làm sáng tỏ, đến đoạn này thì kinh của tôi chia sẻ thêm. Sư Minh Tuệ ở trong rừng rắn trích thấy ông cũng không lại gần, nếu có lại gần cũng không gây hại cho ông, đây là điều kỳ diệu. Bác sĩ Phong tiếp như sau, tôi không có ý nghi ngờ, nhưng diễn biến không phải vài ngày vài tháng mà đã 6 năm qua rồi, y học sẽ lý giải sau đây. 5. Vệ sinh cá nhân Quan sát thấy răng minh tuệ, hình như hàm trên là răng giả. Hành trang minh tuệ đem theo không rõ có bàn chải, thuốc đánh răng không. Nơi minh tuệ dừng chân chắc không sẵn nguồn nước, và chắc không xà phòng đem theo vậy thì minh tuệ sẽ vệ sinh cá nhân như thế nào? Đây cũng là một câu hỏi. Liệu thích minh tuệ có mắc bệnh da liễu nào không? 6 sức chịu đựng và thích nghi của cơ thể con người cơ thể con người còn nhiều điều bí ẩn mà khoa học y học chưa thể giải đáp được qua những câu chuyện chúng ta từng biết qua sách vở như robinson hay những sống sót qua các vụ tai nạn nhưng với thích minh tuệ hàng ngàn năm nay chúng ta mới chứng kiến tại việt nam là bằng chứng thật về dinh dưỡng hoạt động thể lực lối sống khắc nghiệt ý chí tâm thần kinh đem đến sự thích nghi với môi trường chắc rằng nếu để thích minh tuệ và một số cộng sự tiếp tục tu theo hướng đó chúng ta nên theo dõi về các chỉ số sức khỏe, tâm sinh lý để biết thêm về sức khỏe con người. 7. Hiệu ứng của Thích Minh Tuệ. Tôi viết bài này không xưng gọi Thích Minh Tuệ là sư, là thầy thể theo nguyện vọng của Thích Minh Tuệ. Tôi cũng không xưng hô chú vì Thích Minh Tuệ kém tôi những hai con giáp, mà trên góc độ nhỏ nhoi về y học tôi gọi đúng danh Phật mà Thích Minh Tuệ đã xưng. Qua trường hợp Minh Tuệ, tôi cũng không kêu gọi mọi người tu khổ hạnh để bảo vệ sức khỏe vì khoa học chưa lý giải và không bao giờ lý giải được trên một cá thể. Nhân trường hợp của Thích Minh Tuệ tôi nhận thấy những người bệnh của nhóm bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, thừa cân béo phì, rối loạn chuyển hóa lipid máu, stress, tim mạch, cơ xương khớp và cường giáp. Phải chăng cũng nên học hỏi Thích Minh Tuệ về cân bằng tâm thần kinh, giảm ăn, mà vẫn lao động, học tập bình thường. Đặc biệt về vấn đề tâm thần kinh xóa bỏ mọi ưu phiền, Ô lo mặc cảm khi chẳng may mắc những căn bệnh mãn tính. Ngay cả các nhà khoa học, bác sĩ cũng nên đặt vấn đề tư vấn trị bệnh cho người bệnh sao cho khoa học và phù hợp với cá thể từng người bệnh. Lưu ý rằng, bài này tôi viết chỉ là nhìn nhận từ góc độ ban đầu của cá nhân tôi trong khía cạnh nhỏ y học mà tôi biết. Nhưng hiện tượng thích minh tuệ, tôi cũng mong các người bệnh của tôi vẫn tâm điều trị như minh tuệ vẫn bước bộ hành mà vẫn khỏe và cười tươi. Dưới bài viết này, khán giả Hưng Vũ cho rằng, tiến sĩ bác sĩ phân tích đầy đủ, theo góc độ khoa học. Xong, còn thiếu điều người tu hành giữ giới, nên năng lượng không mất đi nên chuyển hóa cho sức khỏe. Thực tế, nhiều nhà khoa học phương Tây, Ấn Độ hay Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều để nghiên cứu về các nhà tu hành, các hiện tượng trong giới tu hành, nhưng không thể lý giải được bằng khoa học hiện đại. Khán giả Tuấn Trần cũng góp ý kiến, bàn sâu về lĩnh vực y sinh, với thích minh tuệ làm gì, khi ý chí thép tập trung cho tu tập của thích minh tuệ, đã vượt qua các quy luật thông thường của y học. Một con người một mình trong 6 năm đi bộ, vượt một quãng đường 4 lần xuyên Việt với ngày một bữa đơn giản, chân trần, tối ngủ bờ ngủ bụi thì đi sâu phân tích về cơ thể học, dinh dưỡng, sức đề kháng. Cũng chả làm gì khi ý chí, lòng tin về một phước hạnh dẫn dắt thích minh tuệ vượt qua hết 5.000 trừ 6.000 km đường trường xuyên Việt. Thật đáng bái phục con người này. Còn khán giả, Dung Thái Lương cũng cho biết, những lăn tăng ở khía cạnh y học, về hiện tượng thích minh tuệ thì bài viết đã nêu, riêng tôi chỉ nghĩ đến hiện tượng ở giác độ tâm linh, thần pháp. Khoa học đã xác tính con người là vũ trụ thu nhỏ, mà đã là thế thì chữ duyên trong đạo pháp ứng vào đây sẽ dễ giải thích. Con người thích minh tuệ rất có duyên với sự vần vũ của vũ trụ, mà đã có duyên thì dễ hòa nhập, có thế ngài mới dầu dãi nắng mưa, rét nóng của xứ nhiệt đới ở ta trong suốt 6 năm ròng. Chắc thời gian đầu ngài cũng căng thẳng lắm nhưng chữ duyên đã cứu rỗi ngài, mang đến cho ngài tâm nguyện vững bước không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm được như ngài có người chỉ mới đi được vài ngày đã bị sốc nhiệt đến tử vong nên nhớ hiện tượng thích minh tuệ hàng tám tỷ dân trên thế giới đang chỉ có một